Bữa nay mình đi đến cái cửa hàng Decathlon này là cửa hàng đồ dụng cụ thể thao á quý vị và các bạn. Ở đây có bán tất cả những các loại dụng cụ và giày dép, quần áo, nón, xe đạp cho thuộc về thể thao ha. Bây giờ đi kiếm cái đôi giày chuyên mà để mình đi nhiều mà không có đau chân á, để mình vô mang làm việc á. Mà phải kiếm cái loại lúc trước mình vô cần á, bây giờ không biết còn hay không. Bây giờ mình vô sẽ đi tìm ha. Vô chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cửa hàng đồ thể thao mà cái nhãn hiệu này mới vô nghĩ là nổi tiếng lắm quý vị và các bạn, ai cũng biết á. Giá cả thì có từ mắc cho tới rẻ, cái hãng nào cũng vậy. Mà bây giờ đang cái mùa sale đó quý vị nhìn thấy cái chữ Golden không, đang cái mùa sale đó. Nếu những cái quý vị nào mang những cái đồ mà cái size nó lỡ đó, nó có những cái còn lại giống như là cái size của mình á, thì quý vị sẽ được cái giá rất là rẻ, rất là tốt, mà sẽ được cái món hàng rất là chất lượng luôn á quý vị. Bây giờ đi tìm cái đôi giày của Mio rồi, bây giờ bắt đầu chia sẻ cho quý vị và các bạn ha. Những cái đôi giày này rất là mềm và mình đi bộ rất là tốt. Cái đế hả, mình vô xài cái đôi giày nó mấy năm trời mà cái đế nó không có mòn mấy cái đường này quý vị. Mình vô làm việc là mình vô đi suốt, bước chân vô chỗ làm là đi suốt luôn á, mà nó rất là tốt ghê luôn. Tại vì nó dơ rồi mình vô phải bỏ đi à, nếu giặt á, thì nó sẽ hư. Nhưng mà mình vô sẽ mua cái đôi khác thì chỗ làm họ sẽ trả tiền lại cho mình ha. Vì cái đôi giày của mình xảy ra cái dơ ở tại chỗ làm đó thì họ sẽ trả tiền lại cho mình. Như đôi này bây giờ sale còn có 40 đồng nè. Rồi mình vô không tìm thấy ở chỗ này thì mình vô sẽ đi qua cái nơi khác. Vô không biết là cái kiểu cũ giống như của mình nó còn không, nhưng mà cái kiểu đó là cái kiểu rất là tốt, mà mình vô rất là thích, mang rất dễ chịu luôn á. Ở đây đa số là thể thao không à quý vị ơi, size lớn, size 42. Bên kia là áo, đồ đi câu cá nè, rồi đồ đi đạp thể dục leo núi nè, coi như là tất tần tật. Nhiều quá mới vô sẽ xem từng gian hàng một chứ. Nhiều cái loại chất lượng áo ở đây á, để sử dụng chắn gió nè, rồi sử dụng giống như là không có bị thấm nước nè. Hoặc là những cái loại đó mình đã mua mình bận rồi đó, thời gian cái mình có giặt đi rồi thì cái lớp chống nước ở bên ngoài hoặc là chống lạnh nó đã bị mất rồi đó. Thì họ sẽ bán cho mình những cái chai xịt để mình xịt phủ trở lại lên cái lớp áo mình để giữ bảo vệ, coi như là chống nước, chống gió. Giống như khi mình mua một đôi giày á, mình muốn bảo vệ cái đôi giày của mình tốt mà lâu hơn á, thì họ hỏi mình là có muốn bảo vệ đôi giày không, thì mình trả tiền thêm cái phần đó. Thì họ sẽ để đôi giày mình vô một cái máy, đây là đồ tập gym quý vị ha. Họ sẽ để đôi giày mình dùng cái máy, rồi sau đó họ xịt phủ hết một cái lớp ở bên ngoài, thì bảo vệ đôi giày mình nó không có bị dính dơ hoặc là nó không có trầy. Thì khi đó thì mình sẽ sử dụng được lâu hơn, lâu có bị hư hơn á quý vị. Đó thì mình sẽ trả tiền extra thêm 10 đồng hoặc là 9 đồng cho cái dịch vụ đó. Đây là dụng cụ tập tập gym á quý vị, tập cho đùi thon nè. Rồi bây giờ mới vô tiếp tục tìm đây, sao mà giờ không thấy, không biết cái loại cũ nó còn hay không. Kiểu thì họ thay mới hoài, nhưng ở những cái đồ dụng cụ thể thao thì đa số có những loại vẫn có cái kiểu cũ, không có thay mới. Đây là dụng cụ chỗ mà mình đi lặn ha. Kính lặn nè, chân vịt để bơi nè,
là chân vịt lớn hơn. Đây là người ta đi biển, người ta đi lặn cái gì ha. Đó là những bộ đồ bận để lặn. Đây là dụng cụ chơi ski nè, bận để đi ski nữa. À, cái đó là ván chặt nước. Đây là những cái phụ tùng, dụng cụ, ba lô, đồ để mình mang theo trên xe hơi đó quý vị. Cần câu nè, câu cá ha. Quý vị nào thích câu cá ha. Cái này là 59 euro, 65 euro, là đồ câu cá gì. Bây giờ thì không có rành lắm về đồ câu cá mà nhìn thấy đẹp quá quý vị ơi. I see that one more in a Mac video. They're for fishing. Yeah, basic is your offering. Good little woman. We went to Pakistan. Yes, and then now we're going to end them down. Ah. Đây là những chỗ mà mình mua đồ rồi mình vào mình thử á. Tại vì những bộ đồ lặn hay những bộ đồ đi ski đồ á, người ta phải bận thử vô, nó ôm sát nó vừa. Đây là khu vực dành cho trẻ em, dòng để lắc. Ở đây có bộ đồ mình nghĩ là giống em Ngô Công Hân đi câu cá đứng ở dưới nước à. Tới đây dài luôn quý vị. Ngộ quá ha. So do you go on the fish land this? À, yeah. They're for the fish. They're fish balls. Này chắc đồ ăn cho mấy con cá. À, thấy cái nón này mình nhớ được đến em đường về. Em đường về đi câu cá hay đổi cái nón giống vậy nè. Nhìn cái nón là thấy nhớ tới. Bây giờ thì đi ra quầy trả tiền quý vị ơi. Nhiều quầy quá. Anh đi đó gieo bà táo sốt. Gieo bà táo in the casa. Dạ. Mình đi vô chỗ này là để chữ trả tiền, có quầy nhiều như vậy nè quý vị. Mình có thẻ ha, cái đôi giày này mình lựa được cái đôi giày này giảm giá nè quý vị. Mình mang số 36 ha. Đây này giảm giá còn 30 euro. Rồi bây giờ mình đi xin trả tiền. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.
Mến chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào, bye bye. Мы готовы к этому. Они думают, что это другое. Нет, это скант. Нет, это не его скант. Это скант, он делает. Он говорит, что я хочу это сделать. Я хочу это сделать. Я хочу это сделать.